sân bay quốc tế Đà Nẵng. 9 giờ tối. Hàng nghìn người dân hôm nay có mặt ở đây từ sớm để chờ đón một người. Tôi đến đây hồi 6 giờ. Qua đây để mà ngó xí, thăm một chút. Chỉ nghe ông về là đi thăm thôi. Dù được không được cũng là thăm. Bản thân tôi cũng muốn, gia đình tôi cũng muốn ổng bình an. Tết, ngày của đoàn tụ, nhưng hôm nay lại là ngày của nước mắt và chia ly khi hàng chục nghìn người dân đứng đây để tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Tám tháng sau, tại Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 21, có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự. Để tỏ lòng thương tiếc và biết ơn đồng chí, người đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, xin phép đề nghị Đại hội đứng dậy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Với Đà Nẵng, và không chỉ là Đà Nẵng, Tên ông sẽ còn được nhắc đến mãi, bởi ông chính là người đã có công làm thay đổi bộ mặt thành phố này. Đà Nẵng tháng 4 năm 1975. Đây là đường Hùng Vương, con đường to, đẹp và sầm uất nhất thành phố lúc bấy giờ. Hơn 20 năm sau, vẫn con đường ấy, không có gì thay đổi. Chẳng cứ gì những con đường, Đà Nẵng sau hàng chục năm giải phóng vẫn chỉ là một đô thị nhỏ. Đôi bờ sông Hàn vẫn chỉ là sự tương phản cao độ giữa một bên là phố và một bên là những khu nhà ở chuột trên sông mà người ta vẫn quen gọi là nhà trồ. Và đây là nơi có nhiều chữ không, không đường, không điện, không trường học, không bệnh viện và không nước sạch. Từ cái ngày xưa mà tôi đến đây thì tôi thấy thành phố còn rất là lộn xộn, nó còn nhà trồ, nó còn rất là nhìn nó thấy nó chưa có sự hấp dẫn. Năm 1997, Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Công cuộc xây dựng và tái thiết bắt đầu từ đây. Với sự nhạy bén và tầm nhìn chiến lược, ông Nguyễn Bá Thanh, khi đó là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đã đề ra chủ trương huy động nhân dân đóng góp xây dựng cầu sông Hàn. Cây cầu không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thông mà nó còn nối liền các khu vực kinh tế, tạo tiền đề cho Đà Nẵng phát triển về sau. Nói chung ông Nguyễn Bá Thanh là một người lãnh đạo của thành phố, là ông làm được, ông nói được, ông rất năng động. Cùng với cầu sông Hàn, Đà Nẵng trong những năm đầu chia tách tỉnh giống như một đại công trường. Với vai trò và trách nhiệm của người cầm lái, ông Nguyễn Bá Thanh luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất. Ngay cả trong đêm hôm khuya khoắt, người ta vẫn thấy ông có mặt ở những công trình trọng điểm. Nhờ có sự lãnh đạo và chỉ đạo một cách quyết liệt như thế, Đà Nẵng cứ dần thay đổi và đã thay đổi đến bất ngờ. Từ một đô thị nhỏ, sau gần 20 năm xây dựng, không gian đô thị Đà Nẵng đã mở rộng gấp 4 lần. Tôi cũng ở dân Sài Gòn mới ra Đà Nẵng lần đầu tiên. Và thấy cảnh quan ở đây rất là đẹp. Nhắc đến Đà Nẵng, nhắc đến cả cây cầu liên tục mọc lên, nó rất đẹp. Ấn tượng nhất thì đối với em thì vẫn là cái cây cầu đấy, cầu Hàn. Nhưng để có một Đà Nẵng như hôm nay, trong vòng 15 năm kể từ năm 1997, hơn 100.000 hộ dân, tương đương với khoảng 40% tổng số hộ dân của thành phố, đã phải di dời. Đó là một kỳ tích. Nó được bắt đầu từ sự đồng thuận cao từ phía người dân. Nhờ vậy, dẫu phải bỏ lại nhà cửa, vườn tược, làng xóm sau hàng chục năm gắn bó, người dân làng Vân ở quận Liên Chiểu hôm nay vẫn vui vẻ dọn về nơi ở mới trong đất liền.
Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi việc cũng xuôi chèo mắt mái như thế. Ở một số nơi, khó khăn ách tắc đã xuất hiện trong quá trình giải tỏa đền bù. Trước những vụ việc như vậy, ông Bí Thư thường xuống tận nơi để lắng nghe, trao đổi để người dân hiểu. Tôi về đến đây như vậy là được nằm bữa sáng này nữa là coi như Nam lần tất cả. Mới hôm kia là đây về một lần nữa. Cũng mong rằng cái bữa hôm nay là chúng ta nó hết, nó thoải mái, cần thiết là tranh luận để đi đến cái thống nhất, để chúng ta tiến hành thực hiện dự án cho nó còn sớm còn tốt. Điều làm ông Thanh suy nghĩ là làm thế nào để cuộc sống của người dân, nhất là những người nghèo, ngày một tốt hơn. Từ những trăn trở đó, ông đưa ra ý tưởng xây dựng một bệnh viện ung thư nhằm giảm bớt những đau thương mất mát mà căn bệnh quái ác này đã gây ra cho đồng bào miền Trung. Sau mấy năm vất vả ngược xuôi vận động kinh phí và xây dựng, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực từ đầu năm 2013. Với hơn 500 giường bệnh, Bệnh viện ung thư Đà Nẵng là nơi khám chữa bệnh từ thiện, miễn phí cho bệnh nhân ung thư nghèo đầu tiên tại Việt Nam. Ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, có một khu chung cư đặc biệt. Nó được xây dựng để dành cho các bà mẹ đơn thân, gặp nhiều khó khăn, vất vả, cơ nhỡ, không nhà không cửa trên khắp địa bàn thành phố. Và thêm một điều đặc biệt nữa, ý tưởng này được khởi xướng từ ông Bí Thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh. Ngày nhận nhà mới, chị Ngọc không cầm được nước mắt. Ngay cả trong giấc mơ, hai mẹ con chị cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại có một mái ấm như thế này. Mình chưa bao giờ mình cảm nhận được rằng là mình sẽ có được cái nhà như vậy. Mình vô mà sao mình sợ đi ngủ mà cũng ngủ để mừng đến sáng luôn. Nói đến Đà Nẵng, người ta thường nghĩ ngay đến những cách làm táo bạo chưa từng có trong tiền lệ mà ông Nguyễn Bá Thanh là người khởi xướng. Tiêu biểu như chương trình 50, không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng và không có giết người cướp của. Hoặc ba có nhà ở, có việc làm và có nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Không chỉ là người vạch ra chiến lược và đặt ra các mục tiêu, ông Thanh còn trực tiếp giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm như tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Và đây là một buổi nói chuyện giữa ông và những thanh thiếu niên chậm tiến nhằm giúp các em tiến bộ. Không chỉ với thanh thiếu niên chậm tiến, từ hồi còn làm chủ tịch thành phố, ông Thanh rất quan tâm tới cuộc sống của những người mới hoàn lương. Trong những lần gặp gỡ như thế này, ông luôn cho họ những lời khuyên chân thành và tìm biện pháp giúp họ nhanh chóng tái hòa nhập với cộng đồng. 14 năm trước, khi mới ở tù về, anh Nguyễn Văn Lợi ở phường Hải Châu 2 cũng đã từng gặp ông Nguyễn Bá Thanh. Và đó là một buổi nói chuyện mà cả đời anh có lẽ cũng không thể nào quên. Bác động viên nè, rồi giúp đỡ nè, vay vốn, làm ăn. Cả em mua xe để đi thồ, người mua xích lô. Còn không xích lô thì coi như là về làm coi như là các công việc khác, vân vân. Nhiều người bảo, phong cách lãnh đạo của ông Thanh là gần dân. Để lắng nghe ý kiến của dân, ông luôn chọn cách làm đơn giản và hiệu quả nhất. Đó là đối thoại. Tuy nhiên, đối thoại với những ông chồng hay dùng bạo lực trong gia đình thì có lẽ là cách làm độc đáo và hiếm thấy. Bạo lực trong gia đình ở Đà Nẵng không phải là quá phổ biến so với một số năm. Nhưng mà bởi vì mục tiêu chúng ta đang muốn xây dựng một cái thành phố mà có văn hóa, có nếp sống văn hóa văn minh đô thị thì chúng ta không thể để cái tình trạng bạo lực gia đình nó xảy ra trên địa bàn thành phố. Trong suốt thời gian giữ chức chủ tịch thành phố, rồi bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, trưởng đoàn đại biểu quốc hội, ông Nguyễn Bá Thanh luôn thể hiện là nhà lãnh đạo năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cho đến bây giờ, nhiều người Đà Nẵng vẫn còn nhớ phong cách điều hành, chất vấn và trả lời chất vấn đầy ấn tượng của ông trong các kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố. Ủy ban chuẩn bị tinh thần là thông báo cho các đơn vị mà bị hay gây ô nhiễm truyền miên thế nó tới nó lui là lần này là bắt đầu từ sau kỳ họp này trở đi là không lo khắc phục không lại khắc là bị đóng cửa bất tử dù có ảnh hưởng môi trường đầu tư cũng phải chấp nhận thôi chứ không thể để cái tình trạng này
thôi khi khen những ông nó ra bớt. Ở ảnh cái tính quyết đoán nó rất rõ, chứ không phải là độc đoán. Giữa độc đoán với quyết đoán nó khác nhau hoàn toàn. Và tôi nghĩ rằng từ cái dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và cái tính quyết đoán của anh Ba Thanh á, đã góp phần là làm nên những cái thành tích, nghĩa là hết sức lớn cho thành phố Đà Nẵng. Nhân vô thập toàn, nghĩa là ở đời không có ai là người hoàn thiện. Ông Nguyễn Bá Thanh cũng không phải là ngoại lệ. Đó là nhận xét của ông Nguyễn Đình An, người từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng khi ông Thanh còn làm Bí thư Thành ủy. Ông hy sinh đấy, nhưng mà với các cái sở ban ngành, với những cái người gọi là tham mưu, với những người gọi là trợ lý đó, thì sự nghe chưa đầy đủ. Còn với những người dân lao động, ông Bí thư luôn có vị trí riêng trong lòng họ bởi một lẽ rất đơn giản. Chúng tôi là người dân lao động, tôi cũng cảm ơn ông Thanh cũng đã có tất cả những vấn đề ông Thanh đã giúp đỡ cho người nghèo khổ. Bác đó mình thấy là rất là hết tình hết nghĩa với dân luôn. Đóng góp của ông là rất là to lớn ở thành phố Đà Nẵng đi. Dám nghĩ dám làm là tuyệt vời luôn. Người dân chúng tôi không bao giờ quên những công ơn to lớn đó. Khi ông mất là coi như rất là thương xót, tại vì mất đi một người như lãnh đạo tài đình. Không còn nhà trồ và cũng chẳng còn đứa trẻ nào mò mẫm kiếm sống ven sông Hàn nữa. Lịch sử đã sang trang, Đà Nẵng giờ đã mang một diện mạo hoàn toàn khác. Mình cảm thấy rất là biết ơn bác khi bác làm cho cái thành phố mình đẹp hơn. Cái tên ổng là mãi mãi rồi đó. Thành phố ổng là ổng xây dựng đây là cái gì thì mãi mãi. Cái tên anh Ba Thanh đó, gắn liền với sự phát triển của thành phố. Và chính như cái sự phát triển của thành phố đã làm cho rất là nhiều nhạc sĩ và nhiều nghệ sĩ đã có nhiều cái cảm hứng để sáng tác về thành phố. Trong đó có tôi. Đà Nẵng ơi, Đà Nẵng trong lòng tôi sao mà sâu mà nặng, như tình cha mối mặt, như tình mẹ gươm cay, cho lòng bao đắng say, cho đời bao nỗi nhớ, núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi, Đà Nẵng ơi tình người, Đà Nẵng ơi tình đời, có qua bao lần đần mới biết đâu biển cạn, đâu là dòng sông sâu, có hiểu được lòng nhau. Đà Nẵng ơi duyên nợ cho lòng bao nỗi nhớ, Đà Nẵng ơi tình.